quý vị và các bạn, là chỉ cách đây vài phút thì đội tuyển Việt Nam đã trở thành Á quân của giải vô địch châu Á sau khi để thua đội tuyển Uzbekistan ở trong vòng đấu phụ. Tuy nhiên thì những lúc này thì cảm giác của những người dân, những người mà đã theo dõi suốt 90 phút vừa qua cũng như là hai hiệp đấu phụ thì đang như thế nào? Thì chúng tôi đã có mặt ở nhà hát lớn Hà Nội thì sẽ phỏng vấn một trong số họ. Xin mời quý vị và các bạn. Xin chào bạn, có thể cho biết là tên đầy đủ của bạn là gì và bạn có thể cho biết cảm giác của bạn khi mà Việt Nam mình để thua đội tuyển Uzbekistan là như thế nào? Em xin chào, em tên là Nguyễn Mạnh Cường ạ. Vì hôm nay đến nhà hát lớn này thì em đã xem trực chọn trận đấu này Việt Nam với Uzbekistan và cảm xúc sau đây của em có một chút là hơi hụt hẫng ạ. Vì ngay phút cuối thì bị một quả nói chung là rất là tiếc. Mà không sao, dù gì Việt vào đến đây đã là cả một thành tích quá đáng tự hào của U23 Việt Nam. Em cảm thấy vẫn rất vui lắm ạ. Còn anh thì sao, với một cái khí hậu thời tiết rất là khắc nghiệt của ngày hôm nay, nhưng mà những gì đội tuyển của Việt Nam đã làm được trong suốt cái giải đấu cũng như là trong những 90 phút cũng như là những hiệp phụ thì anh cảm thấy như thế nào? Thì cảm thấy cũng rất hồi hộp và Việt Nam cũng đã rất cố gắng trong trận cuối cùng, nhưng mà có điều gì anh muốn nói với các cầu thủ lúc này? Các cầu thủ Việt Nam là đã cố gắng hết mình vì Việt Nam rồi ạ. Và Việt Nam cũng vinh dự được vào đến giải bán kết rồi, và giải chung kết rồi ạ. Cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là rõ ràng rằng là chiến thắng không phải là về nhất hay về nhì. Chiến thắng đó là sự vượt qua chính mình để có thể có được thành công, và chúng ta tin tưởng rằng với vòng chung kết ngày hôm nay thì bóng đá của Việt Nam sẽ khởi sắc trong thời gian tới và chúng ta có thể đạt được nhiều những cái bậc vinh quang hơn nữa.